Hello, xin chào các đồng chí, chị, các bạn thân mến của Lợi Minh. Mình ghé cái trạm dừng chân ở đây cho nên mình muốn quay để quảng cáo anh chị các bạn thấy cái trạm dừng chân rất là sạch. Anh chị các bạn thấy rất là sạch sẽ và có người ta túc trực, người ta lau chùi sạch sẽ, lau chùi rất là sạch sẽ. Chứ không phải bên Mỹ đâu, mấy cái trạm dừng chân bên Mỹ đi ra khỏi cái khu đô thị rồi đó, đi ra khỏi những cái vùng thành phố, tôi nói cho cách qua khỏi vùng thành phố chừng 50 cây số, chừng 100 cây số thôi. Chàng ơi, nó loại nó xài xếp thịt than mà nó dơ dã man luôn. Vậy mà mấy cái thằng chống cộng ở Mỹ nó về, các bạn biết, nó về Việt Nam nó lên mạng, nó đem tới nỗi cầu tiêu ra xuyên tạc. Cho ly cà phê đi, cà phê đá, cà phê Trung Nguyên, cà phê đá Trung Nguyên, cái loại mà bào á, loại bào á. Để ra xe lấy cái bóp, nó quên bóp xe. Các bạn thấy chặn dừng chân sạch sẽ ghê, xe đậu ngụp xe hơi. giống ở bên Mỹ luôn, không khác gì bên Mỹ luôn hả, còn sạch hơn nữa, rất là sạch sẽ. Ok, xe đậu đâu cần phải qua Mỹ mới có được cuộc sống như vậy đâu. Tôi nói với người nào mà bỏ quê hương đem tiền tỷ tỷ qua bên Mỹ, tôi nói rất là dài, rất là dài. Họ nhìn cái trước mắt nhưng họ không nhìn thấy cái tương lai, cái sự mờ ảo phía sau họ không nhìn thấy. Anh chị Hoàng, bây giờ tôi tiếc hết sức, họ cầm cả 100 tỷ tiền Việt Nam, triệu đô đem dục vào cho thằng tư bản Mỹ, nó đóng thế sắp mặt luôn, uống hết rượu. Tôi nói tôi tiếc, bởi vì tại sao mà tôi về quê hương, tôi live stream, tôi nói lên cuộc sống ở quê nhà và kinh tế, mình bỏ 100 tỷ ở Việt Nam này, đẻ ra cái 10 tỷ, nói không bỏ, nói bỏ tiền lời cho ngân hàng nhiêu em. Cái này tiền quá ha, bỏ điện thoại vô là đâu có rớt được đâu. Không quay vô tư luôn. Dạ yeah. Đẹp chứ bộ, cái này quay nó không có bị rung. Không bị rung. Có lý của anh hả? Rồi, cảm ơn. Bạn thấy sạch sẽ mà, ý là không phải là lễ, dịp lễ nha. Các bạn thấy đâu thua gì nước ngoài đâu, còn ngon hơn nhiều. Tôi nói ngon hơn 100.000 lần. Tôi sống ở Mỹ mà tôi còn thấy, tôi còn mê mà. Tôi chỉ tiếc cho những người, tôi nói đi nói lại nha. Tôi thấy những người mà bỏ tiền tỷ tỷ qua bên Mỹ, tôi nói chịu, tôi tiếc giá ngang mà. Họ không hiểu, họ chỉ nhìn trước mắt thôi. Họ nghĩ là qua Mỹ là họ sẽ sống xa qua, sẽ là lên đời, cuộc đời của họ như lên trên 9 tầng mây. Chàng ơi, tôi nói chị, có cả 100 tỷ ở Việt Nam, bỏ ngân hàng không, đi qua Mỹ chơi chơi cả tháng chờ đi về, 100 tỷ vẫn còn đó. 100 tỷ bỏ vô qua bển mua bất động sản, tôi nói kinh tế kỳ này mà nó rớt 100 tỷ đó tiêu, 100 tỷ đó là tiêu rồi. Tôi nói thiệt với anh chị các bạn, 100 tỷ mà giờ cầm qua Mỹ mà lỡ mà nó rớt kinh tế kỳ này một cái, coi như là nó sẽ rớt, lần này nó rớt nặng hơn năm 2008 nữa. Nó rớt sụp một cái là dằn vô vách hết. Cái kiểu nó đánh vào những cái túi tiền của những cái người mà họ không có hiểu biết về kinh tế đó.
tôi nói chị các bạn, quên nước Mỹ đi, tôi là cái thằng mà làm ăn mà thành đạt mà ở bên Mỹ là tôi có cả du thuyền. Tôi nói như khi người này kia nói tôi quen, tại vì tánh của tôi sống tôi có gì tôi nói đó, mình không có phải là mình lên nổi mà tôi còn bỏ nước Mỹ tôi về Việt Nam, tôi còn bỏ cái nước Mỹ tôi về Việt Nam, tôi mời gọi người này người kia về là làm gì? Để quý vị nhìn cái cuộc sống thực tế ở quê nhà, đất nước đang phát triển và đổi mới, luôn tạo cho mọi tầng lớp xã hội đứng trên đôi chân của mình để làm ăn. Các bạn thấy có những người họ nghèo khổ năm nào, bây giờ tôi quay về nhìn họ không ra, họ giàu có lên tại họ chịu khó, họ biết mần ăn, họ biết chụp lấy cái cơ hội, chứ không phải như lên mạng cái than homeless Việt Nam nghèo khổ ăn xin ăn mày bán vé số. Chàng đất ơi, cái mô hình xã hội thì nó phải như vậy thôi. Thằng nghèo thì nó phải phấn đấu, nó vươn lên nó mới trở thành cái thằng giàu, thì từ đó nó lên nó giàu có rồi thì nó tạo ra công ăn việc làm cho thằng nghèo, thì nghèo nó cái xoay như vậy thì cái xã hội nó mới hay, nó mới hấp dẫn. Chứ bây giờ thằng nào cũng giàu thì ai phục vụ cho, mà nhiều khi nhờ cái nghèo của người ta mà người ta khi người ta giàu có lên anh chị có bạn, người ta chuẩn mực người ta sống tại giá trị cái cuộc sống, người ta trả cái giá, các bạn thấy người ta hiểu được cái giá trị cuộc sống thì đất nước ngày càng nó tốt hơn, thì những cái thế hệ đó mai sau nó đứng lên nó lãnh đạo đất nước sẽ tốt hơn nữa. Chứ còn mà bây giờ ngồi đó lên mạng tối ngày cái vụ tham nhũng hối lộ, sẵn đây tôi chia luôn cái sẵn luôn cái đề tài tham nhũng thế hối lộ cho anh em các bạn thấy. Sáng hôm nay khi tôi vào trong một cái diễn đàn gọi là Đông Lào Tây Lào gì đó, cái diễn đàn này cái nick Lợi Minh, cái tài khoản Lợi Minh này tôi rút ra rồi mà tài khoản kia còn, thì một số anh em cũng thác vào, tôi nhìn thấy con nhỏ này mà tôi không nghi được con nhỏ này nó là con gái đâu, là phụ nữ đâu. Những cái đứa mà nó hay lên mạng nó giả những cái nick, nó lấy hình ảnh đẹp gái đẹp đồ phụ nữ đưa ngực đưa đít đồ ra là tôi không bao giờ kết bạn. Tôi thấy cái này nó trá hình, nó xạo. Có lần tôi thử một lần á, có vài bữa nó quay qua nó chửi tôi tơi bời qua lá, nó chống cộng giá ngoan luôn. Các bạn thấy cái nick này của con nhỏ này để là Tinh Hà, mà trong cái diễn đàn của Đông Lào nó vô đó nó đem chuyện tham nhũng, nó phanh phui ra, nó vạch áo ra, nó đem cả một cái thể chế ra. Các bạn biết nó đem lên đó gần 200 xe, khoảng 800 comment. Tôi nói con nhỏ này là ai mà lại tôi vạch ra những cái chuyện đó. Các bạn biết nó gây ra sự bức xúc, nó gây ra những sự bức xúc trong dư luận, trong những cái người mà chuyện tham nhũng Việt Nam hiện nay được bắt trọng trung ương, người ta làm rất là tốt. Các bạn thấy từ tướng lãnh cho tới mà bộ trưởng rớt vô tù hết, và là đang thu lại những cái thất thoát. Mà các bạn biết con nhỏ này, tôi nghĩ là cái thằng đàn ông chứ không nhỏ đâu, có đứa cái thằng nào đó nó bất mãn, có thể làm trong cho nhà nước, bây giờ nó bất mãn chừng nó phanh phui ra, tôi thấy ớn chè đậu luôn. Các bạn vào trong Đông Lào, con nít mận nhỏ Tình Hà, cái mặt thì rất là đẹp. Ở trên mạng thì tôi nói chuyện các bạn nha, cho chính trị cẩn thận mấy cái mặt mà nó đẹp á, coi chừng trúng kế nguyên nhân á, nó dụ coi chừng á, nguy hiểm lắm đó. Bởi tôi thấy có nhiều ông, nhiều bà lên trên này cái tối ngày đăng hình ảnh bà này con kia đẹp, rất là đẹp, rồi đưa ngực bự ngực to, rồi tôi ớn chạy đậu. Không phải là mình đàn ông mình không mê cái đó, đàn ông nào mà không mê, nhưng mà mấy cái đó nó làm cho cái đầu óc của mình đó bị lú lẫn anh chị các bạn. Đàn ông mà tôi nói chị các bạn, dù các bạn có thành đạt địa vị danh vọng cỡ nào cỡ, nhưng mà khi vướng vào bóng hồng rồi đó, dù những cái mà mỹ nhân rồi đó, tôi nói chị các bạn, hồi đó tôi tiếc nữa cũng chết vì mỹ nhân đó, tôi nói chị các bạn.
hồi tôi mới về những cái năm đầu á, tôi chỉ nữa chết vì nguyên nhân á, tôi nói dốc chuyện các bạn, tôi thua 1 tỷ đó. Đó, tôi thua về tôi làm ăn trong những năm đầu tôi không hiểu, cũng đam mê chứ không phải ghê lắm. Bây giờ các bạn thấy lên mạng rồi đem mấy cái chuyện tham nhũng môi móc ra từ thời ông Nhạc, ông Cố Lĩ nào, từ cái này cái nọ mươi móc ra rồi liệt ra những cái danh sách tham nhũng từng bộ phận, những cái này cái này thế nọ thất thoát này, nó làm cho bức xúc trong quần chúng nhân dân, hoang mang, làm cho những người khác người ta không hiểu. Mà trong khi đó hiện nay đảng và nhà nước trung ương bắt trọng người ta đang làm rất là tốt. Các bạn thấy từ những người cấp cao bây giờ ngồi trong tù mà chỉ dở khóc dở cười thôi, ngày nào đó quy hoàng thì bây giờ đã tan hoang hết, gia đình hạnh phúc, tài sản đồ bị tịch thu và tan nát hết. Các bạn thấy cái giá trả rất là đắt. Còn quay ngược về bên Mỹ, tôi nói gây quay ngược bên Mỹ, những cái thằng tham nhũng hối lộ quan liêu, tôi nói nó gấp trăm ngàn lần Việt Nam. Dân Mỹ biết cái Mỹ bây giờ nói là gì, dân hấp cổ bé họng nói ai nghe. Đấy, ngay cả một ông tổng thống đương thời của Mỹ là Joe Biden, tham nhũng, tôi có các bạn biết tham nhũng một cách trắng trợn luôn, mà nó dã man luôn. Giờ ai làm được ổng đây, đó là giờ lên làm tổng thống đó. Mà trong khi đó Việt Nam đang được xử vấn đề tham nhũng rất là tốt. Cho nên mình là người dân, mình giàu, mình làm cho nhà nước, mình đã từng làm cho nhà nước, mình về mình có bất mãn, rồi bây giờ sử dụng mạng để đặng mà tố cáo tham nhũng, tôi nói chuyện các bạn, đó là cái sự ngu xuẩn, tạo cái cơ hội cho những thành phần xuyên tạc chống phá đất nước, nó quay qua nó chụp cái đó liền, cơ hội ngàn năm của một thở của tụi nó mà nó tác động vào trong đời sống của những người dân lao động phổ thông. Tại vì họ làm quá vất vả họ mới kiếm được cái đồng tiền, mà khi họ nghe tới 100 tỷ hay 1.000 tỷ, 2.000 tỷ, họ sót, họ không có nhìn thấy những cái chuyện vĩ mô và lớn hơn. Trong tham nhũng, tôi nói chuyện mà nó có nhiều thứ tham nhũng mà tôi chia sẻ rất là nhiều lần, có những thứ tham nhũng cần phải diệt được và có những tham nhũng chỉ có thể kiềm chế nó, bởi vì đó là những tham nhũng nó tạo ra một cái sân chơi của thị trường, gọi là hiện nay thị trường định hướng, theo định hướng của Việt Nam. Nó không phải giỡn, đâu phải những cái tham nhũng mà nó làm thất thoát đến cái nguồn lợi ích quốc gia. Mà các bạn thấy vừa rồi những cái thành phần mà bị bắt đó là những người đó họ tác động ảnh hưởng đến an nguy quốc gia, đến cái budget, là cái ngân khách ngân khố quốc gia, thì cái đó tham nhũng đó là phải diệt diệt để, chứ không thì nó gây đến sự lũng đoạn, làm yếu đi cái sự lãnh đạo của đảng, của nhà nước, của chính phủ. Các bạn thấy chứ đâu phải dở đâu, còn có những cái loại tham nhũng trong những cái nhóm lợi ích, nó xây trong một cái thị trường kinh tế. Cái đó anh rất là khó mà anh đánh được, tại vì có cung mà có cầu, giống như tôi vậy. Ngay cả nhiều khi tôi nói, bây giờ tôi nói luôn, tôi về Việt Nam, tôi sống mấy lâu nay đó, tôi đi làm giấy tờ. Bây giờ tôi được vô đó, tôi ship hàng, tôi chờ từ sáng đến chiều qua tới ngày mai giấy tờ tôi mới xong. Giấy tờ rồi của tôi đó, tôi thấy thằng cò nó đứng, nói anh là cò hả? Nó ừ. Tôi thấy tôi chờ lâu quá thôi, giờ anh có cách nào anh giúp tôi không? Nó ra giá nhiều, 2 triệu. Nó thấy giấy tờ vô nó coi sao, nó đòi 4 triệu, chơi luôn. Nó làm có mấy tiếng hồ xong. Tại vì mình chấp nhận thôi, quyền lợi của mình, đó là cuộc chơi của mình thôi. Các bạn biết, mình chấp nhận, còn anh không chấp nhận thì anh phải ship hàng dài, anh đợi. Ở bên Mỹ tôi nói chuyện các bạn cũng vậy. Đi vô những cái chỗ của chính phủ mà anh muốn làm giấy tờ của anh á, hồi lúc trước tôi nói anh chị các bạn biết, làm giấy tờ nhiều khi đợi từ sáng tới chiều, có bữa phải qua bữa sau, lấy giấy hẹn qua bữa sau. Nhưng sau này thằng chính phủ nó thấy như vậy quá ư là tốn kém và lãng phí, cho nên nó mở ra một cái tụi chi nhánh gọi là để tư nhân, nó cho tư nhân mở nhưng mà thuộc quyền kiểm soát của chính phủ. Nhờ vậy mà nó tạo được cơ quan việc làm. Bây giờ mấy thằng tư nhân kia nó ăn, nó lấy lệ phí. Bây giờ anh vô chính phủ, anh ngồi từ sáng đến chiều, anh mới xong công việc. Rồi tới ngày mai anh mới xong công việc. Hay là anh ra ngoài cái thằng tư nhân kia, anh ngồi, anh vô đưa nó giấy cái cục, nó in ra cho anh giấy tờ một phát. Rồi xong anh cầm về, anh trả cho nó 20 đồng, 30 đồng tiền lệ phí.
Còn vô chính phủ thì anh không có trả tiền lệ phí đó, anh phải chấp nhận cuộc chơi thôi. Ở hàng Mỹ nó kiểm cách, nó điều khiển và nó hợp thức hóa về dân sự. Còn Việt Nam hiện nay tôi nói chỉ nên làm vậy rất là khó. Cho nên Việt Nam mình hiện nay nó có ra một cái gọi là công chứng, nó giảm thiểu được những cái vấn đề đó. Cái vấn đề công chứng Việt Nam các bạn thấy nó giúp được một phần. Hồi lúc trước làm giấy tờ không có công chứng, các bạn phải đi lên phường, lên ủy ban, rồi xuống tài nguyên môi trường. Tôi làm giấy tờ tôi biết mà, đợi cả tháng, hai tháng. Bây giờ nó có văn phòng công chứng vô đó, rồi anh chấp nhận cuộc chơi thì anh trả tiền cho cái văn phòng công chứng, phòng công chứng lệ phí. Đó là cái mô hình hay hiện nay Việt Nam đang có. Tôi mong rằng sẽ có, từ từ sẽ có ra những cái mô hình dân sự như vậy mà nhà nước quản lý. Hàng Mỹ, tôi nói cho các bạn biết, nó đưa cho dân sự làm, tư nhân quá, nhưng thật sự hàng chính phủ đứng làm sao làm luật. Ngay cả cái ngành nail cũng hết, tóc, nhà hàng cũng vậy. Mày ba mày mở nhà hàng đi, chứ tự nhiên mở, tự do mà, đời sống dân dân sự mà. Nhưng mà ai quản lý? Nó có state board bên ngành nail, những ngành hết tóc là ai? Những cái ngành đó nó do chính phủ tiểu bang quản lý. Còn những cái ngành nào trực thuộc về liên bang, chính quyền liên bang giải quyết nữa. Các bạn thấy rất là khủng khiếp. Nó cái mô hình của nó. Còn ở Việt Nam hiện nay, những cái gọi là lẻ tẻ, lèo tèo, lặt trặt, đó cuộc chơi thôi. Tôi làm giấy tờ, tôi phải đợi vì công an, vì cái lợi ích của tôi phải, nếu mà tôi không muốn đợi thì tôi đứa cò. Ê, dịch vụ, hay là dịch vụ. Tôi nói ngay cả người Việt Nam của mình về Việt Nam mà đổi bằng lái xe không vậy? Nếu anh đi vô anh đổi bằng lái xe, ngay cả cơ quan nhà nước người ta ra nói rõ ràng, anh đổi thì trong vòng 7 ngày, tốn có 120.000 hồi lúc đó tôi làm à. Mà anh muốn làm từ sáng đến chiều có, mấy ông chỉ luôn, mấy ông anh ra dịch vụ á, người ta làm, tại vì thấy cái đó ưu tiên. Ra sáng làm chiều có 2 triệu. Anh chọn cách nào? Cuộc chơi thôi. Các bạn thấy, cho nên vấn đề tham nhũng hiện nay ở trong nước có một số những thành phần mà từng làm cho cơ quan nhà nước họ bất mãn, họ hiểu và họ nắm được những cái sơ hở đó, bây giờ họ bị lội ra ngoài trong cái cơ quan nhà nước, họ lên mạng họ giả những cái nick khác, họ lấy những cái nick khác, họ tuột hết quần áo ra cho người ta xem thẹo xem lưng. Các bạn thấy nó đau lòng, nó buồn, đó là sự vô ý thức, đó là cái sự tiếp tay cho bọn phản động một cách gián tiếp hay trực tiếp, rất là nguy hiểm. Bởi vậy tôi nói chị mà, yêu nước là một chuyện, nói chính trị cũng như vậy, đã khó rồi mà đi làm chính trị nó còn khó hơn. Dấp một cái, chỉ cần dấp một cái thôi là đá đá nó ném, nó ném coi như là má tía nhìn ông ra luôn. Tôi nói chỉ các bạn một điều gì đó. Cao tốc Việt Nam chạy trước thôi, chạy pha pha. Cao tốc Việt Nam chạy pha pha, chạy ầm ầm ào ào. Thôi thì mình cũng tới đây rồi, mình là like tới đây thôi. Thôi thì là mình cũng like tới đây. Ủa mình đang ở khúc nào? Thì thôi mình hẹn anh chị các bạn like tiếp. Chừng nào mình có đề tài nào hay mình sẽ like tiếp. Phần 3, tập 3, cảnh 3. Thì mình nói tạm một vấn đề mà từ tham nhũng tới đấy, cái sự phát triển của đất nước, để anh chị các bạn thấy có nhiều người Việt Nam mình dễ bức xúc lắm. Nói về vấn đề tham nhũng dễ bức xúc. Còn tôi sống ở Mỹ tôi thấy nó còn khủng khiếp hơn. Và tôi về Việt Nam tôi xem cái đó, thì nhà nước đang xử lý rất là tốt. Mình cứ hợp tác, mình cứ quyết tâm cùng nhà nước, cùng người dân và nhà nước cùng làm, cùng chung nhau đẩy cái tiêu cực, chứ không phải ra ngoài kia rồi lên trên mạng rồi cởi hết quần áo ra cho người ta coi thẹo, coi đít, coi cu, coi tùm lum hết. Nó nhục như con cá nục kinh. Thôi thì lại mình la đến đây lần nữa. Xin chào anh chị các bạn nha. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye. Mình lái xe rồi mình phá lại chui mà không biết sao kỳ vậy.
khi mình lái xe đó, cái tư duy của mình nó rộng mở, nó mở ra nhiều cái đề tài lắm. Thôi xin chào các bạn nha, một lần nữa.